cái cuộc đời ngư phủ, ai nói cuộc đời ngư phủ nó sướng đâu, bà con mình thấy đúng không? Nếu như mà giàu cảm nhận, mà nếu như anh em của mình ai mà có tiền trúng 10 tờ giấy số mà không ai đi biển, không ai làm ngư phủ đó, bà con mình thấy cái nghề ngư phủ nó vất vả cỡ nào. Ăn thì bà con mình thấy ăn bằng tô bằng son không đó. Ngư phủ là một người lính mà một người chốt mà bà con mình thấy công nhận không, cho dù mưa gió cỡ nào đi chăng nữa cũng cố gắng làm lạnh lẽo. Nhiều khi giờ thấy những anh em họ họ ăn mà họ cầm cái chén họ lạnh họ rung cầm cầm cầm. Có những người mà anh em mà bận áo mưa bà con mình, những cái bữa mà sóng nhiều đó nó tạt hai bên đó mà mưa đó cũng phải làm đó, rồi bắt đầu là bận bộ đồ đó, đó rồi mệt quá rồi lật ngang rồi ngủ luôn đó, rồi khi nửa đêm nửa hôm 11 12 1 2 giờ sáng thì cũng phải thức dậy làm thôi. Lính mà sai đâu đánh đó, nó cũng làm gì cái gì bà con, cũng vì chén cơm manh áo thôi, vì gia đình thôi đó. Nếu như anh em mình khá giả thì ai đâu mà làm, có những anh em chia sẻ với Giàu ấy, anh Giàu ơi em thấy nhiều khi mà mấy anh em ở trên bờ ấy, họ đi ăn uống đi chơi bờ với vợ với con họ, hay là họ được ở trên bờ ấy, em cảm thấy nhói lòng ấy, chạnh lòng dữ dằn buồn, mà mình mặc cảm về 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 con người của mình á, ăn học không tới nơi tới chốn, nhà thì nghèo tiền bạc thì không có, mình không có làm đi bạn không làm ngư phủ mình làm cái nghề gì vậy giờ đó, bây giờ không có trình độ không kiến thức lên bờ ai mà mướn, mà làm trên bờ thì lương 3 cọc 3 đồng, tại vì mình không có làm ở trên bờ quen cho nên đi biển đó. Hồi xưa có những anh em nói vào là đi biển từ lúc nhỏ tới lớn luôn, đi từ cái lúc mà còn ở trong bụng nữa mà con đồng, rồi cuối cùng gắn bó với biển luôn. Có những anh em nói là không có phải là không muốn lên bờ đâu, tại vì lên bờ đó, rồi mình mặc cảm với bản thân của mình, rồi mình không dám đối đối diện với những cái người đó, rồi mình cảm thấy là mình ngại, rồi cuối cùng là cũng quay lại biển rồi bà con, rồi mình không biết làm cái gì, mình làm không bằng ai vậy? Tại vì hồi xưa tới giờ gắn bó với biển luôn, nói với bà con mình đó, thì cũng vì cái gì đó, cũng vì đồng tiền đó, vì miếng cơm manh áo đó. Bà con mình thấy bao nhiêu tai nạn xảy ra ở trên biển, mưa gió bão bùng, những cái buổi chiều mà mưa lắc dắt anh em mình để ý đó. Rồi xung quanh mình không có ai, có một vài chiếc thuyền đậu le que, rồi mưa 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 lắc cắt cầm điếu hút nữa, rồi nhớ vợ nhớ con đó. Trên đời này không còn đàn ông nào mà muốn đi xa vợ xa con, mình bảo đảm 100% cũng vì đồng tiền, vì mấy cái đồng lương ba cái đồng lương đó đó. Trên bờ thì mình cảm thấy là mình không bằng người ta thì chỉ có đi biển, tại vì hồi xưa tới giờ cái kinh nghiệm làm biển ấy, thì mấy anh em mới đi biển từ nhỏ tới giờ mà, thì kinh nghiệm làm biển thì biết đi làm biển kiếm tiền thôi, cái hầu như anh em không có ai mà muốn. Nó vào chứng kiến những anh em nửa đêm nửa hôm nó nhảy xuống biển đùng 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 đó, trời thì lạnh thấu xương luôn, rồi bệnh hoạn ở trên biển. Nghề biển của mình vào cảm nhận không có nghề nào mà nó cực bằng nghề biển ấy. Ngồi là nghề đầu sóng ngọn gió gì đó bà con. Hồi xưa vào đi biển gần 2 năm trời mà nhà giàu là mấy đời làm biển rồi, ăn uống nước nôi không có. Hồi xưa là nhà giàu đi biển là 1 2 ngày gì vô nữa nha, bây giờ giàu thấy có những anh em họ đi cả tuần 10 ngày đó, có những anh em đi qua biển nước ngoài đi cả 1 2 3 năm đó, có những anh em đi 1 tháng 3 tháng nó bước lên bờ nhiều khi cái chân nó còn loạng choạng nữa, tại vì tối ngày có đụng đất đâu đó bà con mình. Vậy đó, nếu như mà bà con mình dư giả có tiền có làm không, không ai mà làm, nên ai nói mà người ngư phủ mà sướng, sướng sao mà sướng được. Vào cảm nhận là mấy anh em ngư phủ là những cái người thiệt thòi nhất luôn, nó vất vả nhất, và những buổi go là mấy anh em gặp nhiều nhất luôn đó, những cái việc nào mà nó khó khăn nhất là những anh em làm, những anh em ngư phủ làm đó, những người bạn làm lính mà chốt mà đó, những cái công việc nào nguy hiểm vất vả nhất là hầu như là những anh em gánh hết trong trong tàu đó. Lương thì nó cũng không có cao hơn luôn, công việc làm nhiều nhất mà lương thấp nhất, vất vả nhất, nguy hiểm nhất, ăn uống thì nó hời hợt, nên ông bà ta nói gì trời đánh mà tránh bữa ăn đó bà con. Nhưng mà cái nghề ngư dân mình, nghề biển mình, bà con ngư dân của mình là không có tránh gì hết. Khi mà đụng chuyện có đồ là làm cho dù ngày đêm luôn, có những anh em nói với vào là làm 2 3 ngày bình thường,
đó, nằm nghỉ chút xíu thôi đó, làm liên tục luôn. Khi mà nó có đồ là mấy ngày liên tục, khi mà máy móc ghe cọ vẫn trục trặc, nó là như vậy đó. Bà con mình thấy có những cái tai nạn thương tâm không? Có rất là nhiều anh em, rất là nhiều bà con ngư dân mình gặp những cái tai nạn thương tâm. Tại cái nghề biển của mình nó lợi hại lắm bà con, mình dính tới nó rồi mình khó bỏ dữ lắm. Cho nên có những anh em nói dạo là muốn lên bờ làm bao nhiêu lần luôn bỏ, nhưng mà cuối cùng đi lên bờ làm công việc nó không phù hợp. Đó, không phù hợp là do đâu? Là do mình không có kiến thức. Hồi xưa giờ mình đi biển không à, đó, rồi mình không có kinh nghiệm đó, mấy anh em không có lì được, không có chịu được thời gian 3 năm 5 năm, mấy anh em mới làm cái vài tháng mấy anh em không chịu được thì mấy anh em quay ngược xuống biển nữa rồi. Mà nghề biển của mình nó độc cái một, không có cần kinh nghiệm tay nghề, chứ có chút xíu rồi đi học từ từ cũng được, nhưng mà nó dễ kiếm tiền nữa đó, yêu cầu mà có sức thôi đó, rồi đừng say sóng rồi đi dưới rồi bắt đầu người ta chỉ là kiếm tiền, rất là dễ kiếm tiền, cho nên cái đó là nó hút được người ta đó, ai cũng làm được. Nhưng mà con mình thấy không, bây giờ anh em của mình cũng hạn chế, ngư phủ bây giờ cũng cực kỳ là khó kêu đó, bây giờ họ cũng nản rồi. Mấy anh em bây giờ lên bờ đi làm công ty xí nghiệp gì đó hay là buôn bán gì đó, chứ bây giờ anh em cũng thấy nó vất vả quá và xa vợ xa con và nó nguy hiểm quá, thì bây giờ anh em cũng khá là nhiều anh em lên bờ, là giờ thấy nó cũng là mừng cho mấy anh em. Chứ nghề biển là giờ thấy cũng quá trời, một năm thì mình cũng kiếm được cái đồng vô đồng ra, mình làm thì cũng có tiền đó, nhưng mà nó vất vả. Tại vì con người ta là quan trọng nhất, mà con mình biết sao, cái giấc ngủ với bữa ăn với gia đình á, nhưng mà nghề biển của mình thì không có mấy cái đó, đặc biệt là mấy anh em ngư phủ nha. Ăn uống thì ăn tạm bợ, ngủ thì không có giờ, không có giấc quy định, còn đặc biệt gia đình thì không bao giờ mà ở bên gia đình, đi làm mà làm gì mà ở bên gia đình được. Cái cốt lõi con người ta là nó như vậy mà, cái nhu cầu con người ta nó nhu cầu gia đình ăn ngủ đó bà con mình, mấy nhu cầu đơn giản thôi. Nhưng mà đặc biệt cái người ngư dân của mình nó không còn nữa. Cho nên nghe người giàu luôn, lúc nào giàu cũng nói không có nghề nào mà cực bận nghề biển, có vất vả vô cùng. Có nhiều anh em nói giàu ngư phủ sướng, họ muốn làm thì làm, muốn không thì không, nhưng mà không phải đâu. Cái người nặng nhất là người ngư phủ, tại vì họ đi theo để họ mà làm những công việc nặng nhọc rồi. Những người tài công chủ ghe là nó khác rồi. Có những anh em mà nói thì cái bà con mình á, chia sẻ với chào đi ngư phủ đó, đi về rồi bắt vợ luôn, vợ chê kiểu gì đó, đi biển về bằng có tiền rồi đi ở ngoài rồi về nhà vợ ở trong này lụm ông khác luôn, về tới nhà rồi con thì bỏ nheo dóc rồi đó, vợ thì đi mất tiêu. Mà đa phần là như vậy, nên có rất là nhiều anh em comment với vào, rất là nhiều cửa biển anh em nữ ngư phủ gặp đi về là mất vợ, nhắm đi cả một tháng rồi đó, 2 tháng 3 tháng, vợ nào mà chịu nổi, nhiều khi cũng không trách được chị em phụ nữ, như vào là chị em phụ nữ chứ vào cũng bỏ luôn đó. Chồng mình vậy đó, đi vậy đó, rồi những cái lúc mình khó khăn hay những lúc mình cô đơn thì ai ở bên cạnh thì có ông khác ở bên cạnh để lấy luôn phải rồi. Cho nên cái anh em ngư phủ mình thấy tội nghiệp chưa, đi mằng kiếm tiền về chủ yếu đưa cho vợ nuôi con, mong là về được ở bên vợ, nhưng mà về có được ở bên vợ đâu, về thì cũng mới đi làm tiếp chủ ghe này kia nọ, hoặc là anh em đi giao lưu về nghỉ được 10 ngày thì hết 3 ngày đi giao lưu, 5 ngày đi giao lưu rồi, còn có 5 ngày ngủ với vợ với con nè. Người vợ chồng nó thiếu thốn tình cảm nó dẫn đến nhiều cái vấn đề, cho nên vợ nói mà cái lỗ chủng này nè, khi nó chủng nó thì bắt đầu là cái nước nó tràn vào thôi. Nhiều khi mà vào ngẫm mấy năm ngư phủ một năm biết ở với vợ được bao nhiêu lần trời, cứ đi biển vô đó anh này không ở bên nhà, ở nhà có bao nhiêu ngày đâu, rồi vợ chồng có khăng khít gì đâu, người ta nói ly thi gì vợ chồng quen hơi gì đó bà con, ly thi quen chậu vợ chồng quen hơi, mà mấy anh em mình đi biển kiểu này quen cái gì nữa đó. Đi về thì bắt đầu là vô bờ thì cũng nghỉ được, ví dụ như nửa tháng một tháng này bắt đầu cũng đi làm này làm kia đủ các kiểu hết trơn, tới ngày cũng đi ra nữa. Đó, cuộc sống nó quay quần vậy đó. Cuối cùng hết cuộc đời ngư phủ. Có những anh em mà xin nghề tử nghiệp luôn, làm cả một đời đó, rồi cuối cùng gặp ngày này ngày kia. Cho nên bây giờ những anh em mà họ làm lâu năm, họ dành dụm, họ không cho con họ đi biển.
cỡ nào họ cũng cho họ con đi học ấy. Có những anh em kể vào ấy, là họ cố gắng đi biển gì đó, họ là cho con họ học lên bờ, làm nghề nào cũng được, đó, cố gắng làm một nghề trên bờ, không có đi, không có làm giống cha nữa đó, buôn bán gì đó, học nghề học nghiệp gì đó, không có đi theo con đường của cha của mẹ nữa, đi làm ngư phủ nó vất vả quá. Rồi giờ cũng xin chào nha mấy anh em xem video của Giàu thì nhớ ấn follow Giàu nha, ấn đăng ký kênh nha, bye bye.